bán cho em một cặp Hello Hương. À, bây giờ phải cầm thế này, bây giờ không biết ta đây bây giờ thôi. Mình không biết tư vấn cái này, mình không biết tư vấn bởi vì mình chưa dùng bao giờ các bạn. Bây giờ mình sẽ đọc ở trên này vậy. Nói là đấy, chú chống miếng. Miếng dán ngực silicone Adori đó. Sản phẩm này. Thế này em dán ngực silicone chống. Có cái này không? Đưa chống rớt, không có lỗ thoát khí nha các bạn này. Cái này là cái nhẵn này. Đưa về cho mình làm gì? Cái này nhẵn thín không có lỗ thoát khí. Còn có một cái loại có lỗ nữa cơ. Miếng dán hôm qua là anh em mình có test là lấy hai con ốc to dán cho Kaka rồi. Đó, mọi người nhìn thấy là mọi người xem cái cảm nhận là hôm qua anh Đông lấy hai con ốc to mà đúng mà bằng này. Như cái đầu ngón tay. Như kiểu ốc mày hả? Ốc mày lắm đấy. Như cái đầu ngón tay hôm qua anh Đông là để lấy mà test luôn nha. Mà dán vào nó cũng không bị lộ nhá. Không bị nhô ra. Đó. Anh dán đi em mới tin. Hạn để dán luôn nhỉ? Hạn sử dụng. Đây này để dán cho lính Philip đấy mày. Hello em y ui rồi. Hạn sử dụng thế nào? Hạn sử dụng nào? Hạn sử dụng đi. Dán lúc nào nó không dính nữa thì là hết hạn sử dụng rồi. Ủa, mỗi cái con bỏ vào đấy. Cái này không hay được. Nếu mà nó không dính thì bôi keo vào. Cái này bây giờ mình không biết tư vấn kiểu gì. Bây giờ các bạn bảo hạn sử dụng. Hạn sử dụng thì thôi, cái này thì nói chung là cứ bền từ lúc dùng đến lúc hỏng. Đó. Ở ngoài cái vỏ hộp đấy là có cả cái cách hướng dẫn sử dụng ngoài đấy. Các bạn ạ, cái này là cứ bền đến lúc hỏng thì thôi. Cái này silicone thì nói chung là nếu mà dùng thì là anh nào mà có vợ hoặc là có người yêu thì là nhẹ nhàng, thì lúc mình tháo ra tháo nhẹ nhẹ thôi thì là chắc là vẫn dùng được lâu. Chứ còn nếu mà cứ cầm hoặc là cứ ấy quá mà rồi. Mạnh tay quá thì chắc là nó cũng nhanh hỏng các bạn. Đấy không? À, ở trong này là nó lại có cái mắt ta đá đấy. Ở trong này là nó lại có đấy. Ở trong này nó lại có cái có một cái miếng, cái này gọi là cái gì? Đinh. Nó như kiểu một cái miếng như cái miếng vải ấy. Mặc khi nào không dán không dính ra đúng rồi, cái mặc khi nào không dán không dính vậy thôi. Đúng mà. Chắc không em sợ. Lên đường rơi không? Cái này thì không rơi đâu ạ. Không rơi đâu em, sợ không rơi. Cái này thì bỏ đây à? Để dán vào má này. Đây này, đưa chú dán cho xem. Rồi từ ra. Đấy, thích dán vào đâu thì dán đấy. Cái này dán vào má này, đây như này nhẹ nhàng thôi. Có phải khẩu trang đâu. Không phải là để đeo mũi đâu. Đấy, thấy chưa? Ok chưa? Không mát không? Mát không? Đấy. Như thế này để tép. Lại còn bọc thêm một cái nữa. Nhẹ thôi. Để các ca luôn. Để các ca. Anh đứng tiếp. Đứng tép luôn. Đấy. Ok đúng không ạ? Test luôn. À, bây giờ đầu mình đây, chặn đầu thì hơi to. Cái này đây là tượng trưng ví dụ như là hai con ốc các bạn nhé. Con ốc làm gì, nhưng mà cũng làm gì con ốc nào dài như này. Có đi. Hả? Làm gì có con nào dài như này. Biết có con nào như này không? Có. Có không? Có. Đây. Test nhé, anh em mình test luôn. Hai con như bạn nhá. Hai con. Đây. Bây giờ anh dán cho em phát này. Đây, cái này, ông này. Biết áo lên nào mà. Hai bên mua về. Ôi giời. Đang bật để dán thế. Nhưng biết không? Xin phép các bạn nha, mình quay không gì. Mình quay lại. Biết áo này. Mình đừng dán cái gì đi. Đây. Quay khú. Anh em mình test luôn đấy các bạn. Đây, ví dụ con ốc đây. Đây sợi. Tròn đứng luôn cho nó dài. À, mà xem được, để xem test có độ nộ không nhỉ. Đây mình quay đây. Đây, đứng vào đây cũng đây bị ấy, không được gì cả. Đây thấy cái miếng này kia một tí. Đây này. Test luôn đi các bạn. Đây ui giời, con ốc này hơi dài. Đấy, con nộ này. Con này dài quá. Cái này là cũng gọi là thế phải gọi là cái miếng phủ đầu ốc này. Ôi trời. Miếng bịt ốc. Ừ, sao cái này nó run thế. Sao cái này là tay nó run phần thế nhỉ? Ui. Đấy, nó vừa lắm ngóng thế nhỉ. Lâu không sợ, đau lắm đi. Cho tôi đổ rồi. Đổ rồi. Đấy. Anh để nó nằm nghiêng được. Mình đứng cái đầu nó. Làm gì có con nào dài thế. Tượng trưng nó dài thế này chứ. Làm gì có con nào dài đây. Tượng trưng nó phải đúng chứ. Nhanh. À đây. Mình kém thật. Đây, bịt cái này. Đấy xây. Đấy, ui giời, bịt không nhìn thấy luôn đấy mọi người. Đây, đấy, tượng trưng này. Đấy. Bên này nữa, ôi này không nhìn thấy luôn này. Làm gì thò đâu, nó có thò đâu. Biến nữa đâu các ca. Đây mọi người quay ngang mọi người nhìn có thò luôn, mình phải test hai bên. Đó, cái đầu tiên cái đâu? Đây, còn ốc. Còn ốc quen gì. Quen đi. Cái đùa.
Đây quay đi, quay ngược cái này. Quay này cứ quay đâu tí. Không không. Không cái gì. Rồi, test về đây nha các bạn, mình test. Ốc đàng hoàng nha. Ốc đàng hoàng nha. Đây ốc, ốc. Ai gọi? Cái đầu này gọi là cái đầu gì? Con ốc. Đầu đi. Mình cứ gọi như nó tránh tránh đi một tí. Tránh tránh đi. Đúng rồi, đúng không? À, mà không. Rồi, đây tôi. Đây này xem vụ. Đứng nha. Biết tí. Không vừa đâu. Mình thanh niên chưa vợ thì nó bé là đúng gì. Đấy. Còn là lưng ngực, miếng lưng ngực. Từ từ nha bạn nha. Để đấy. Để dán cái phần rốn này bịt này. Đây, che là che bạn. Đây các bạn. Không không thò nhá. Không thò nhá. Nhãn này không nhìn đâu này. Đây. Đấy. Ô, không nhìn thấy luôn nhỉ? Mình phải che cái này là mình che ốc giả nữa. Phải bỏ cái ốc giả vì cái ốc. Anh em mình là cái ốc này là ốc mình. Cái sản phẩm này dành cho chị em phụ nữ nha các bạn. Nên là cái của cái đầu con ốc của Linh nó nhỏ lắm, nó bằng đầu tăm này nên mình phải chế. Mình phải chế cái con ốc giả thì để bịt lên không biết là ý là anh Đông là khoe con ốc là ốc này là ốc 12 đấy các bạn, ốc to đấy. Cái này ốc 5 thì không có ý là con ốc chế này nè, ốc chế này nó đã to rồi nhưng mà ý là nó không bị bịt. Nó có bao nhiêu suất này em ơi, bán được suất nào chưa được anh ơi? Suất nào em ơi? Được anh ơi, xem bán được suất nào chưa chứ anh dơ thế này là từ nãy giờ là hơi mỏi rồi đấy. Em mà được suất nào chưa? Còn 4 suất nữa. Bằng Châu nè, Minh Hiên nè, Hiền 94 nè, em nè, nghĩ bạn gì nhỉ? Bao nhiêu tên là đấy mình quên tên mình gọi các bạn cũng mua đâu. Còn 4 suất nữa cho các bạn, như sản phẩm này anh em mình vẫn để trong giỏ hàng nha các bạn. Để các bạn vào tìm lên. Giờ ra mình mở đi nhá. Được chưa? À, anh mở đây. Đây mở lên này, mở nhẹ nhàng không? Mở này gọi là mở quả này là mở dưới ốc đây này. Nhanh nhanh công an đến kia. Ui giời. Ui giời kia. Còn đâu thì các bạn vai cả trưởng của đâu. Cái này vẫn để lại mai dính lấy cái giấy này lấy giấy này anh thôi để cái này để thôi để cởi cho mọi người xem lên có đâu có bé không để thế không được mọi người bảo anh em mình làm ảo thuật là rơi rồi bây giờ anh tháo đâu đây ốc nhá à, anh tháo ra đi đây này tháo rồi rơi ốc đây đấy ui giời để đấy có đâu vẫn còn nguyên nha bạn nhá còn nguyên nha mọi người kéo cao lên coi ôi trời thôi kéo hết cỡ rồi nữa thì em không nói giờ xong rồi tháo xong rồi em cũng dán anh lại nữa giảm đi thôi bây giờ anh em ấy, vú mướp xài được không cái này dành riêng cho vú mướp nếu mà càng vú mướp thì cần sử dụng cái sản phẩm này nhá dán ở dưới này sao kéo vào lên một tí cái này nó kéo lên mà nó nhấc lên mà dán đây sao mà nhấc lên một tí đây này ví dụ chẳng hạn để dưới này cảm ơn ghi lên kéo lên cảm ơn Hiền nha cảm ơn Hiền nha chứ không có núm không có núm thì nếu mà kéo được thì đây vẫn kéo được thì nó dính lắm thì anh em mình thấy nó dính lắm mình đặt nó ở dưới này xong mình kéo được kéo tí này nó dán nó vào nhưng mà của thôi đấy con để cầm nghịch đập của các bạn nào mà nó kiểu nó bị nhẽo thì ok thì sử dụng cái sản phẩm này nó kéo lên càng căng mình đoán à lôi còn miếng nữa đâu đây thế nào ui lôi cho tay đập dính này ra cái bóng là không ai nữa. Được rồi, ok. Được. Ok các bạn nha, bây giờ thôi anh em mình không bán cái này nữa. Lần sau là livestream là mình không bán cái này nữa nhá. Anh em mình bây giờ sang sản phẩm tiếp theo, máy cạo râu nha các bạn. Bán cái này không biết tư vấn kiểu gì. Thật. Mình phải đứng dán thôi. Không biết tư vấn kiểu gì, chỉ thấy cứ thấy dán vào thấy nó dính chính là được. Dán anh Đông mới hợp lý đúng rồi. Dán vào anh Đông mới hợp lý là sao? Ý là anh to thì nhìn đây nè. Đây đầu tiên nhỏ. Nhưng mà cái này nó to. Cái này to ừ, anh thả bình thường cho xem em cầm thử ví dụ đấy thấy chưa? Bình thường. Một tay tròn vừa đẹp luôn này. Ừ, thì nắn là vừa thì nổi ốc đi. cứ đứng là nắn lên, là xoa đây. Ok các bạn nhá, anh em đợi nhá sẽ lên cho mọi người một cái mã mới đấy là mã máy cạo râu mini của nhà Konda. Kết cục có bán được không? Không biết được, để tí. Đức Anh có bán được cái sản phẩm miếng dán ngừng nào không em? Nếu mà bán được thì mai bọn anh lại bán tiếp chứ mà không bán được là thôi đấy. Thật không bán được là thôi chứ bọn anh bây giờ đàn ông con trai chứ bán em đấy đã được thì không biết tư vấn kiểu gì. Em ơi, hôm qua là mình test sản phẩm đấy. Hôm qua nào là lính cái điệp, ngày mai là đến anh đóng. Không biết test kiểu gì các bạn ạ, không biết tư vấn kiểu gì. Test như anh thì anh nghĩ là đúng rồi đấy. Đức Anh test như anh đã đúng chưa? Để đi gọi đi chế cả một đầu ti giả luôn. để em vẫn còn hai con ốc này cho bạn nhé. Thôi để đi mai nữa mình. Em mình vẫn còn hai con ốc này, giờ sẽ để nguyên hai con ốc này bạn. Để cất đi. Bình thường làm gì con nào to như này. Thôi được rồi cứ để nguyên đi. Ôi bán cũng ok à? Thế thì để mai anh lại test tiếp.
Ăn cũng ok đấy anh ơi, nói đuổi. Thế thì bây giờ mình sẽ để nguyên hai con ốc ở đây các bạn nhá, để ngày mai. Nói chung là còn chị em nào mà chưa mua cái miếng rán ngực thì gọi là như anh em mình thì cứ gọi nó hơi thô một tí, thì mong mọi người thông cảm là cứ gọi là cái miếng gọi là cái gì kéo ngực thì hay là cái gì miếng rán là đúng rồi, miếng rán này những bịt miếng bịt ốc hay kéo ốc ấy, hay là phủ ốc đi cũng được, thì vào mua ủng hộ anh em mình để mai anh em mình này tiếp tục bán tiếp. Cái này là phù hợp ông cho các chị mà đúng là còn nguyên tem, áo này mặc để bán còn nguyên tem, nó ví dụ như là các chị mà mặc tem ở nhà mặc ví dụ quần áo ở nhà, hoặc là ví dụ như là tranh thủ chạy ra chỗ này chỗ kia mà gần tí không muốn mặc cái áo kia nó cầu kỳ quá thì dán này cái là đi thôi. Không nên nếu mà chị em nào mà không mặc áo con thì cái dán này ok thì đấy cho nó mát. Thế nó mát mặc gì mặc thế cho nó mát mình nhiều khi ok mặc. Các bạn nha, thôi không bàn đến cái chuyện này nữa bởi vì cái đấy nó không phải cái chuyên môn của anh em mình. Bây giờ sẽ chuyển sang bán